Nhưng lời cha và con và thánh thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Kính thưa cha toàn và tổ đình, quý cha đồng tế, quý thầy quý sơ và toàn thể quý khách cũng như là cả gia đình giáo xứ Thượng Triều. Trong tuần vừa qua, chúng ta đã tôn vinh thánh thể Chúa, tuần mà chúng ta thay mặt cho giáo phận để cầu nguyện và suy tôn bí tích thánh thể là nguồn mạch của tình yêu. Hôm nay là ngày bế mạc, là ngày cao điểm thánh lễ bế mạc đầu trọng. Chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Chúa đã gìn giữ che chở giáo xứ cũng như là giáo phận trong suốt chặng đường qua. Trong nghi lễ hôm nay, chúng ta tiếp tục cầu nguyện để dân giáo xứ giáo phận cho Chúa, để trong năm mới Chúa tiếp tục hiện diện đồng hành và ban ơn những điều tốt đẹp cho tất cả cộng đoàn dân Chúa cũng như là giáo phận. Với tất cả tâm tình đó, để giờ phút này sẽ làm sốt sắng để chúng ta chính thức bước vào thánh lễ. Ta thôi và dân đưa chúng ta lên sự sống muôn đời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, trong màu nhiệm vườn quan của con hồng Chúa, Chúa đã thực hiện công trình cứu độ thế gian. Này chúng con đang cùng nhau cử hành thánh lễ, cùng nhau loan truyền Đức Kitô đã chịu trên và tuyên xưng người sống lại vinh quang. Xin cho thánh lễ này chung chúng con cảm nhận ơn cứu độ của Chúa đang tiến triển trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trí cùng Chúa, tiếp nhận với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chi sách Samuel quyển thứ nhất. Khi ấy, Samuel đang ngủ trong đình thờ Đức Chúa, nơi có đặt hồn bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ, con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con ạ, con về ngủ đi. Bấy giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba, cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ, con đây, thầy gọi con. Bấy giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa. Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi nhớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel, Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người đang vô hiểu. Đó là lời người Chúa.
Và có thể nói ngày hôm nay
tại nhà thờ của giáo xứ Thượng Triều là một sự gặp gỡ thân tình và ý nghĩa. Ngày hôm nay không chỉ gặp gỡ những con cái Thượng Triều với nhau, mà còn có sự gặp gỡ của nhiều thành phần dân Chúa, từ giáo xứ chính đoàn, từ giáo xứ Ba Làng, rồi các giáo xứ trong giáo đảng. Rồi trên cung thánh có quý cha khắp nơi về đây để chung chia niềm vui gặp gỡ nhau trong sự thân tình. Chính vì vậy mà giờ phút này chúng ta hãy chia vui và chúc mừng nhau, đặc biệt là chúc mừng ngày bế mạc tuần trầu của giáo xứ Thượng Triều hôm nay bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Nhưng kính thưa quý ông bà và toàn thể anh chị em, hôm nay chúng ta về đây để gặp gỡ. Chúng ta sau thanh lễ này, cha xứ sẽ chiêu đãi những món đặc sản của vùng biển nơi đây. Chúng ta về đây để ăn kiểu, hay là về đây cũng chỉ bắt tay rồi chia tay sau bữa tiệc đó? Nếu sự gặp gỡ chỉ dừng lại ở sự gặp gỡ thân tình bình thường như thế, thì tôi nghĩ rằng chúng ta không có mặt ở đây. Mà hôm nay cái sự gặp gỡ này nó vượt qua cái sự gặp gỡ của con người, đó là mọi người về đây để gặp gỡ Thiên Chúa. Cụ thể là ngày để chúng ta tôn vinh Bí Tích Thánh Thể, chính Chúa là nguồn mạch sự sống. Và quả thật thưa quý bà anh chị em, Thiên Chúa là nguồn mạch của sự gặp gỡ, và Chúa luôn trao ban và bí múc cho sự bình an trong cuộc sống của con người. Trong suốt chiều dài lịch sử, Thiên Chúa đã đến gặp gỡ con người. Rồi qua cụ thể, qua cuộc đời của Đức Kitô, Ngài cũng thân hình từ trời cao nhập thể làm người và đến trần gian để gặp con người, trao ban hạnh phúc bình an. Và cụ thể đã lấy cái chết trên thánh giá để kiến tạo và mang lại sự ấm áp cho cuộc đời nhân thế. Chính vì vậy mà các bài đọc sách thánh hôm nay gợi lại cho chúng ta những kỷ niệm đẹp về giữa con người với Thiên Chúa, và qua những cuộc gặp gỡ đó, Chúa đã biến đổi những con người trở nên những người muôn đời trung tín. Chúng ta nhìn lại bài đọc thứ nhất, sách Samuel kể lại câu chuyện của cậu bé. Như những cậu bé bình thường ngủ với thầy tư tế Hê-li, trong đêm ngủ đó cậu cũng đang ngủ trong giấc mộng, nhưng mà Chúa đến với cậu, gọi cậu, nhưng mà cậu không biết tiếng gọi của Chúa thì cũng chỉ chạy đi chạy lại. Nhưng cuối cùng cái lần mà thầy Hê-li nói rằng đấy là Chúa gọi con, thì con cứ đưa đi với Chúa này con đây. Và khi mà cái lần cuối cùng Hê-li, Samuel đã đưa với Chúa rằng này con đây, xin Chúa cứ phán những gì Chúa muốn. Thì chính trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó, Chúa đã chọn Samuel, và Chúa đã đổ Thánh Thần cũng như là sức dầu để sai ông làm vị ngôn sứ, là những người giúp cho dân Israel sau này những con trong hoàn cảnh cơ cực, sau này giúp cho Israel tìm lại chân lý và sự thật. Đó là một cuộc gặp gỡ mà chính Thiên Chúa biến đổi từ một cậu bé đơn sơ nghèo hèn trở thành một con người vĩ đại. Rồi chúng ta nhìn lại trong Cựu Ước cũng như là Tân Ước, nhất là cuộc đời của Đức Giê-xu, chúng ta nhìn lại cái biến cố mà Đức Giê-xu đến gặp người phụ nữ Samari tại giếng Gia-cóp. Đối với người Do Thái và người Samari ấy, thì không có quan điểm với nhau, bởi vì người Do Thái luôn tự hào là người công chính đạo hạnh, là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, còn người Samari là người tội lỗi. Thế nhưng cái cuộc trưa hội ngộ đó, Đức Giê-xu đã gặp một người đàn bà đi uống nước, đó là người Samari. Bà đang mang trong mình những thất vọng đau khổ của cuộc sống đời thường, không chỉ về kinh tế hạn hiệp mà bà còn thao thức bởi vì trong bà đã còn phải dằn vặt vì cuộc sống hôn nhân đổ vỡ mà bà đã phải gánh chịu nhưng mà chưa vượt ra được. Thì chính cái lúc cùng cực đó,
trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đó thì Đức Giêsu đã đến với bà và nói với bà như chia sẻ, và qua cái cuộc gặp gỡ đó bà buông bỏ được gánh nặng cuộc đời và tin mừng biết lại là bà chạy về nhà và rao giảng nói rằng: tôi đã gặp được đấng Mêsia, tôi đã gặp được đấng cứu thế, anh em hãy đến để mà thờ lạy Ngài. Một con người tội lỗi, một con người đã bị bế tắc về tương lai, nhưng mà chính cuộc gặp gỡ Đức Giêsu đã biến đổi cuộc đời của bạn. Phải chăng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có nhiều khoảnh khắc đau thương như thế? Hãy học được tâm tình của người phụ nữ đó, hãy đến gặp Chúa để được Chúa biến đổi. Rồi hôm nay trong bài tin mừng viết lại cái câu chuyện mà Chúa tuyển chọn những môn đệ thân tín đầu tiên. Andre và John là những môn đệ của John Tẩy Giả. Hôm nay tôi giới thiệu với những người môn đệ của mình đến gặp Đức Kitô. Và tin mừng biết là cái cuộc gặp gỡ đó, các ông đã ở lại một đêm. Cái động từ ở lại nó diễn tả cả một cái cuộc hành trình, và nó diễn tả cái sự thân tình thân mật của những người được gặp và những người chia sẻ. Và chúng ta thấy rằng là qua một đêm đó, Chúa đã biến đổi những con người ngư phủ chất phác vùng Galilee là những anh chàng ấy trở thành môn đệ. Rồi chúng ta thấy rằng là hôm nay Andre khi được Chúa biến đổi qua một đêm ngắn ngủi như vậy, chạy về bảo với em mình là Simon: tôi đã gặp đấng Mêsia, hãy đến để mà xem. Và khi mà Chúa nhìn thấy Phêrô thì Chúa nói anh là Phêrô, nghĩa là đàn. Và qua cái sự gặp gỡ đó, Chúa nói với Phêrô rằng: từ nay anh không phải là ngư phủ chài lưới vùng khốn quê này, mà từ giờ phút này anh sẽ trở thành ngư phủ để bắt lưới người, và cụ thể anh sẽ trở thành môn đệ của tôi, trở thành người thân tín với tôi, sống chết cùng chia sẻ một chặng đường phía trước để làm cho sự nghiệp nước Chúa mỗi ngày được vững mạnh. Kính thưa quý bà toàn thể anh chị em, nhìn qua những cuộc gặp gỡ đó để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa Ngài luôn luôn đi trước chủ động để đến với con người, và khi gặp với con người thì chúng ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc và trao ban. Chính vì vậy mà trong thánh lễ hôm nay phải chăng là một cơ hội để mỗi người chúng ta xác tín vào điều đó, để mỗi người cũng cần đến với Chúa, gặp gỡ Chúa, để chính Thiên Chúa sẽ ban ơn và biến đổi như Chúa đã làm như các môn đệ năm xưa. Nhưng làm thế nào để được gặp gỡ Chúa, và cách thức nào để tiếp cận với Chúa để Chúa biến đổi cuộc đời của chúng ta? Đức Giáo Hoàng Francisco thì Ngài nói rằng để gặp gỡ Thiên Chúa thì con người cần ba cái chiều kích căn bản. Cái chiều kích thứ nhất là con người cần nhận ra những dấu chỉ của thời đại mà Thiên Chúa đang gửi tới. Cái chiều kích thứ hai đó là con người cần phải đến với bí tích thánh thể để Chúa ban ơn và chúc lành. Và điểm cuối cùng, gặp gỡ Thiên Chúa là con người phải sống cái tinh thần bác ái, cụ thể là sống tình huynh đệ với những người anh em đồng môn đồng nghiệp. Vì vậy mà giờ phút này nhìn lại cái mối tương quan giữa con người sống cái chiều kích gặp gỡ Thiên Chúa qua hoa nhân, đó là điều mà chúng ta chưa thể làm được. Chính vì vậy mà giờ phút này chúng ta nhớ lòng về thánh thể Chúa để xin Chúa là nguồn mạch tình yêu hay tưới gội và tắm rửa chúng ta, để qua thánh lễ hôm nay mỗi người có một quả tim mới, có một suy nghĩ mới, có một niềm vui mới, để chính sự hiện diện của chúng ta là niềm vui, là hạnh phúc cho anh em, nhất là niềm vui và hạnh phúc trong gia đình của mình. Và khi sống được niềm vui hạnh phúc như vậy thì cuộc đời của chúng ta cũng cảm thấy ý nghĩa, và khi sống hạnh phúc như thế thì những mối tương quan trong đời thường cũng cảm thấy có giá trị. Đó cũng là lời cầu chúc hôm nay muốn gửi tới cho cộng đoàn trong những ngày cuối năm này, để chúng ta bước vào năm mới
có niềm vui của thành công trong cuộc sống, kinh doanh, công ăn việc làm. Nhưng bên cạnh đó cũng có niềm vui bởi vì có người khác bên cạnh và sống với niềm vui chia sẻ là niềm vui mà chính Chúa sẽ trao ban và chúc lành cho chúng ta. Amen. Chúng ta được mời gọi liên kết với nhau trong tình yêu thương con một cha nhà một Chúa. Trong ngày lễ tạ ơn bế mạc tuần trầu hôm nay, chúng ta cùng khăng khít dâng lên Chúa lời cầu nguyện.
mà Chúa đã gọi ra
Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa phù nhờ anh chị em chúng con đang nghĩ trong điều như con sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân hồng kính của chúng con đã đi gần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
mình vô công và khi tơ tử ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau trong tình huynh đệ. Nhờ mình và mong con cầu Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Quý cha không quản ngại thời tiết, thời gian với bao công việc bận rộn của ngày chủ nhật đã về đây dâng thánh lễ đồng thể. Cầu cho giáo phận và giáo xứ chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha cùng quý cha bằng một tràng pháo tay. Chúng tôi xin cảm ơn ban hành giáo, các giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách đã thâm công cửa cầu tôn vinh phép thánh thể, hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận cũng như giáo xứ chúng tôi. Chúng con xin cảm ơn thầy sứ, quý sư cộng đoàn Nguyễn Thánh Giá Thượng Triều, cộng đoàn Ba Làng, cộng đoàn Kiến An đã đến hiệp thông cửa cầu. Chúng tôi xin cảm ơn ca đoàn, hội kèn, hội trống, các chú nhân sinh đã tập luyện chuẩn bị và phục vụ thánh lễ một cách nghiêm trang tốt sáng. Cảm ơn ban âm thanh ánh sáng và những ai đã góp công góp sức trong phước phần cầu và thánh lễ bế mạc. Năm mới Giáp Thìn đến cũng là thời gian chúng ta bước vào mùa trai thánh. Chúng con xin kính chúc quý cha hạ, quý cha dồi dào sức khỏe, hăng say nhiệt tình trên cái đồng truyền giáo, gặt hái được nhiều thành công trong mùa trai thánh. Chúng tôi xin chúc quý hội đồng phục vụ, các giáo xứ, quý ân nhân, thân nhân và quý khách cùng cộng đoàn được nhiều ơn lành cho ba năm qua. Thánh lễ tạ ơn hôm nay, chúc mọi người, mọi gia đình được chúa ban ơn chủng dồi dào trong mùa trai thánh và xuân Giáp Thìn được bình an hạnh phúc. Cuối cùng, chúng con xin dâng lên quý cha bó hoa tươi tắm thay lời cảm ơn, xin quý cha và quý cha. Cha Cương thì cũng sẽ cũng ra đi khỏi giáo xứ Thượng Triều thôi.
đấy là cái sứ vụ của người linh mục. Nhưng mà điều tôi muốn nói là khi các cha đang ở đây để bắt đầu công trình, để khởi công cho cái công trình giáo lý cho con em của mình, thì tôi tha thiết mời gọi anh chị em hãy chia sẻ công tác. Và đây là cái nền tảng đức tin, và nó cũng nói đến cái sự sống còn của giáo xứ. Cơ sở nhà thờ, nhà xứ nó to, nó không quan trọng bằng cái đời sống đức tin trưởng thành của một con người đứng chịu. Cho nên thì tôi tha thiết hôm nay anh lời cho quý cha, rồi cũng cầu mong cái tinh thần đạo đức đó, cái tinh thần nhiệt huyết đó, và đặc biệt là cái lòng quảng đại của mọi người chung tay góp sức để chúng ta sẽ trang bị những công trình cho con em của chúng ta có một cái trường để học. Và hôm nay cũng là lời cầu chúc của quý cha được tới cộng đoàn như vậy. Và hy vọng sang năm bằng giờ trở lại thì chúng ta không chỉ lấy bế mạc tuần châu mà lấy cánh thành cái công viên mà chúng ta vừa mới khởi xướng. Tôi xin cộng đoàn của chúng ta vỗ một tràng vỗ tay chúc mừng cho chúng ta. Chúng ta đứng lên kết thúc thánh lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Về sau chúc anh chị em đi bình an.